Bông sủi đũa nè, em thấy bông sủi đũa vô để em nấu canh chua. Thấy Thành. Quá trời luôn hả mà? Này làm gì mà? Cái gì rớt lũng chưa? Nó ấy quá nè. Thấy vô luôn. Dạ. Đổ quá nở rồi. Dạ. Giờ em hái ngò gai để em để con chua nó thơm. Mưa nè, mưa xuống cái ngò nó tốt. Bự hả mà? Ừ, đó là động mưa bự luôn nè. Để ăn cái canh chua cho nó thơm. Cái đậu đủ là hai tựa của em đó. Cái trái à. Em xin chào cả nhà. Sáng cả nhà, anh Toàn anh có đi đổ lúa, đụng mớ tép với cá nè. Tép cá của mình xong rồi. Đã tép này em kho khô với tép mỡ. Rồi anh có thêm bắt thêm hai cái chè nè. Cái chè này em nấu canh chua. Nó với giá. Yeah. Đây là bông sủi đũa, nãy em hái được mớ bông sủi đũa nè. Hái em mớ ngò gai để em để vô canh chua cho nó thơm. Bây giờ em xin mời cả nhà vô bếp cùng em nha. Giờ em ấp cá để kho luôn cả nhà. Tiếp cá. Rồi đây để em để vô vậy, em để vô luôn. Rồi hôm nay em kho tép á, nên em kho muối chứ em không kho nước mắm. Em để xíu nước màu vô nè. Chậm đều lên. Tép đây cho thấm một xíu em kho. Giờ em đi lặt rau, làm cá. Em dụm lửa để em nấu canh chua chứ. Lửa không cháy rồi, anh để chả thôi, anh thử tỏi để canh. Giờ không nấu mà anh để tỏi vô thử. Cá cũng xong rồi, giờ anh để nước vô. Giờ em nếm như vậy luôn cả nhà. Em để như vậy, em để vô luôn. Rồi, cá cũng chín này. Giờ em dắt ra. Giờ em cắt cá xong rồi. Giờ em để bạc hà vô. Bạc hà em cũng
đợt nữa em phát xong à. Bạc hà cũng chính em để bông sữa đũa vô, bông sữa đũa em cũng lật rửa xong rồi, để bông sữa đũa vô. Giờ em để tự tượng vô luôn, lúc nãy em cũng có đi hái thì mới tự tượng nè, em để tự vô. Giờ em để nước cốt chanh vô luôn, em nước cốt chanh, để nước cốt chanh vô. Cái này giờ em cho giá vô luôn. Có gì mà? Có con chua. Dạ, mình để giá mình nấu canh chua. Mà gần thêm xíu nước mắm nữa, cho nó thơm. Giờ canh chua cũng chín nè, giờ em để ngào gai nhé, cho ôm vô cho thơm. Canh chua em nấu cũng chín rồi, em nhớ canh chua vô để em khô cá. Mắt này tép lên em cho tép. Giờ em để tép mỡ vô cho em thấm. Tép em kho cũng chín rồi, giờ em nhắc vô nhận cơm nè. Em có con nhỏ nên em không có để tiêu vô. Chúng ta ở nhà nha, làm gì mấy việc ở nhà. Sáng em đi làm đổ được mấy tép nè, với cá chê thì nấu con chua. Tép vừa kho mà cũng xong mà cái nhà dùng với đình em. Mà cái nhà dùng cơm với đình em. Ừ, rồi cơm. Rồi cơm. Thầy nói chung với ba gì? Tép rồi hả? Con cay hả? Tép mỡ hả? Ủa, ớt ai vậy? Cái ớt 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 cay á, ớt điểm. Cô hai con. Mở cái nhà đi. Bông thừa lửa mình thu hoạch bông thừa lửa mình á, bông quá nhiều bông á, hai bông vô ba cây mình mấy gặp quá bứng mười gãy mười chết nè, còn cây còn sống này này cầm mới chấm á, nó có tàn nhiều, còn gặp quá nó đi lên. Ừ, có khi ăn được. Nếu mình hay
mà nó tự nghĩ luôn. Cái chỗ nè. Thank you.
tép khô khô cái chùa ngon quá nha. Đúng vậy luôn nha. Dạ nãy giờ cha chưa thấy ngon. Nãy giờ con chưa thấy ngon vậy nha. Ăn quên ngon. Hết một cân không hả? Ăn khô khô nè. Ăn đây hả, bây giờ mới gấp cho mẹ hả? Lâu lắm mới ăn vậy em. Tép mình còn tất mở nha, tép còn tất mở. Còn bữa ăn gia đình mình đến đây cũng kết thúc cả nhà. Nếu có nhà có thương vợ chồng cho em được thích, được đăng ký, được chia sẻ nha, để vợ chồng có động lực làm những video hay hơn nữa. Bye bye. Bye bye.